Kính chào tất cả bà con. Sau lưng nhà vườn Vũ Tiến đây là một cây hồng xiêm xoài. Cây hồng xiêm xoài này thì bản chất của nó quả rất to, nhưng tại sao ở sau lưng nhà vườn Vũ Tiến quả lại rất là bé? Bởi vì cây hồng xiêm xoài này chưa được cắt tỉa quả đấy, thì quả nó sẽ rất là bé và nó không to được. Nhưng mà đổi lại thì trông nó sẽ rất là sai và quả nó sẽ rất là nhiều như thế này. Đứng bên cạnh những cái cây hồng xiêm như thế này thì rất là thích mắt. Làm sao để cho cây hồng xiêm nhà mình vừa sai quả vừa quả to thì không phải ai cũng biết, thì hôm nay nhà vườn Vũ Tiến sẽ chia sẻ cách chăm sóc cây hồng xiêm cho tất cả mọi người cùng tham khảo nhé. Trước tiên mọi người cần chuẩn bị cho nhà vườn Vũ Tiến một cây giống hồng xiêm xoài chuẩn giống. Chuẩn giống thì là nó sẽ quả nó sẽ rất là sai và to đấy, và năng suất đấy. Cái thứ hai, cách mà bà con khi bà con mua giống thì bà con để ý cái lá của cây hồng xiêm, lá nó phải to dài và mượt mà như thế này thì nó mới là hồng xiêm xoài nhá. Còn nếu mà lá nó bé và nó xoăn thì không phải hồng xiêm xoài, đó là hồng xiêm xoăn đỉnh nhá bà con nhá. Đấy. Và khi bà con trồng thì khoảng cách trồng của cây, cách cây là khoảng tầm 4 mét, và chọn những nơi nó thoáng và nhiều ánh sáng đấy, thì là cây hồng xiêm nó sẽ phát triển tốt. Ngoài ra thì cây hồng xiêm xoài bà con có thể trồng ở trong chậu cũng được, không sao cả. Nhưng mà có điều là trồng ở trong chậu thì cái cây nó sẽ chậm phát triển hơn và nó không thể nào bằng ở ngoài đất được đấy. Và khi mà cây hồng xiêm nó ra rất là sai hoa sai quả, cái giống này thì là nó ra quanh năm, một năm nó có thể ra 6 đến 8 vụ một năm. Đấy. Và cái khi mà bà con trồng ấy thì bà con nên bấm tỉa, ví dụ như đây 3 trái thì bà con để lại một trái thôi. Đấy, trái đấy, đấy vừa động vào là chín rồi đấy, chín rụng rồi đấy. 3 trái thì bà con để lại một trái. Đấy. Thì là nó sẽ phù hợp. Về cách chăm sóc cây hồng xiêm như thế nào để cho nó tốt và nó sai quả như thế này thì mời bà con cùng nghe qua cái cách hướng dẫn của nhà vườn Vũ Tiến. Thì trước tiên thì bà con trồng ở những nơi mà nó nhiều ánh sáng thì cây hồng xiêm nó sẽ tốt được và nó sẽ hướng sáng đấy. Bà con có thể nhìn ở đây, mé này là mé bờ ao, nó rất là sáng và cây hồng xiêm nó sẽ có xu hướng là hướng sáng, là nó sẽ bay ra bờ ao đấy, nó vừa thoáng vừa ánh sáng nhiều. Thứ hai nữa là về phân bón thì bà con cần phải bón bổ sung những cái phân bón như cani, phốt pho và nitơ, hoặc là bà con có thể bón phân bò khô ủ hay mục và thêm một chút phân tổng hợp NPK để cho cây nó có đầy đủ các cái chất dinh dưỡng để cho quả của nó to chắc khỏe đấy. Đặc biệt là cái giống hồng xiêm này nó ra rất là sai và cây nó sẽ hay bị cằn cây. Đấy, bây giờ nhà vườn Vũ Tiến quay cho bà con xem cái cây của nó rất hay bị cằn cây nhé bà con nhé. Thì phải làm cách nào để cho nó khắc phục cái tình trạng này? Thì bà con phải thường xuyên bấm tỉa những cái cành sâu bệnh và những cành mục. Và đặc biệt là cây hồng xiêm bà con không nên để quá nhiều quả như thế này thì nó sẽ làm cho cây nó sẽ rất bị cằn, có thể là dẫn đến chết cây đấy, và cây nó sẽ bị già hóa nó rất là nhanh đấy. Bà con có thể nhìn cái cây này nó rất là sai, thế nên là bà con nhìn cái cành của nó rất là cằn và có thể là nó sẽ bị chết đấy. Thế nên là bà con không được để sai như thế này nhá đấy, thế này là bà con phải bấm tỉa vợ đi nhá, nó mới bền cây được. Và nhà vườn Vũ Tiến chia sẻ cho bà con cách mà ăn quả hồng xiêm. Khi mà một quả hồng xiêm nó chín thì là như thế nào, thì nó chín thì mời bà con cùng quan sát. Đấy. Trước tiên thì cái lớp vỏ phấn ở bên ngoài nó sẽ rất là dạn nứt ra, nó sẽ bị dạn nứt cái lớp phấn ở bên ngoài ra. Và những cái cuống đấy, bà con để ý cái cuống của nó thì những cái tai này nó sẽ vảnh lên, cái tai nó sẽ vảnh lên. Và bà con bổ quả hồng xiêm ra thì bên trong nó có màu vàng đấy, chuyển sang màu vàng đậm là bà con thu hoạch được đấy. Cái tai đặc biệt bà con nhìn cái tai này đấy, nó vảnh hết như thế này là bà con có thể cắt và thu hoạch. Và
khi bà con vặt cái quả hồng xiêm này ra thì nó cảm thấy nó rất là ít nhựa. Đấy, như quả này là vẫn đã thu hoạch được, nhưng mà nếu mà để ăn chín cây thì khoảng tầm một tuần nữa là sẽ ăn được. Đấy, quả nó sẽ rất là sáng mịn, nó không có bị tối màu. Đấy, và những cái lớp vỏ nó sẽ bị bong ra và cái cuống tai nó sẽ vảnh lên là ăn được. Đấy, đây là cái cách nhận biết khi quả hồng xiêm chín. Cảm ơn bà con rất là nhiều đã theo dõi cái kênh của nhà vườn Vũ Tiến ngày suốt thời gian qua. Thì nhà vườn Vũ Tiến luôn chia sẻ cách chăm sóc, trồng những cái cây ăn trái. Đấy, những cái kiến thức cơ bản để cho bà con nắm được, bà con hiểu được và bà con có thể trồng cho gia đình mình. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Hãy nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video này cho những người yêu thích cây trồng để biết và những cái kiến thức này. Cảm ơn bà con.